Vâng, xin nhắc lại với các anh em, đó là chương trình tặng 2 năm gói bảo dưỡng miễn phí cho tất cả khách hàng mua dòng xe Tata Super A. Vâng, xin chào các anh em và các bác tài xe tải. Chào mừng các anh em quay trở lại với cả kênh YouTube. Tôi là Mai Tiến, đến từ TMT Moto Hà Nội. Và bên cạnh tôi hôm nay là một chiếc xe tải Tata 1,2 tấn máy dầu được nhập khẩu từ Ấn Độ. Như các bạn đã biết thì chiếc xe tải Tata Super A này đã được TMT Moto Việt Nam liên kết với cả tập đoàn Tata của Ấn Độ đưa vào sản xuất, lắp ráp và phân phối tại thị trường Việt Nam từ những năm 2018. Thì hiện tại mẫu xe này đang được các bác tài đánh giá rất cao về cái mức tiêu hao nhiên liệu. Hiện tại mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe Tata Super A nó chỉ rơi vào từ 5,5 đến 6 lít trên 1 km, trên 100 km. Hiện tại đang là mức tiêu hao nhiên liệu tốt nhất trong cái phân khúc xe tải nhẹ máy dầu hiện nay. Tuy nhiên có rất nhiều bác tài, chủ yếu là những cái bác tài đang dự định đầu tư mới và chưa từng sử dụng qua cái dòng xe Tata này, thì có một số thắc mắc, đó là liệu chiếc xe này có chạy được những cung đường đèo dốc hay không. Cái sức tải cũng như sức mạnh của cái chiếc xe này có vượt qua được những cái cung đường đèo dốc hay không. Vậy thì hôm nay tôi xin mời các anh em và bác tài cùng tôi trải nghiệm trên chiếc xe Tata Super A 1 tấn 2 này qua một số cái cung đường đèo dốc để xem cái sức khỏe, sức mạnh của chiếc xe Tata Super A đến từ Ấn Độ này như thế nào. Vâng, xin mời các anh em và các bác tài. Vâng, như anh em cũng thấy là tôi cũng vừa mới xếp được đầy cái thùng hàng của chiếc xe Tata này. Nói thật là với một nhân viên văn phòng, một nhân viên sale như tôi, việc bốc xếp một xe hàng này tương đối là mệt. Nhưng mà các bạn có thể thấy cái chiều cao từ mặt đất lên đến sàn thùng của chiếc xe Tata này nó chỉ rơi vào từ 70 đến 75 phân. Nên là việc mà bốc xếp hàng từ dưới lên cũng như là từ trên xe xuống rất là tiện lợi và rất là dễ dàng. Đấy. Với một kích thước nhỏ gọn để di chuyển trong các cái cung đường nội đô, trong các cung đường ngõ xóm, thì Tata Super A có một chiếc thùng hàng với kích thước đó là chiều dài 2m62, rộng 1m46 và cao 1m45. Kích thước cũng rất là rộng để các bác tài có thể chở được một khối lượng hàng rất lớn để vận chuyển trong nội đô. Nói qua một chút về thông số của thùng vậy thôi. Bây giờ anh em chúng ta cùng trải nghiệm cái khả năng leo dốc của chiếc xe Tata Super A 1 tấn 2 máy dầu đến từ Ấn Độ. Vâng, hiện tại tôi đang đứng ở địa chỉ 1255 Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, cách showroom TMT Moto Hà Nội khoảng chừng gần 200m. Và phía trước tôi đây đó là có một con dốc, nó là nút giao ngã ba giữa D Yên Nghĩa và mặt đường quốc lộ 6. Và xin mời anh em bác tài cùng tôi vượt qua con dốc này bằng
chiếc xe Tata Super A 1,2 tấn máy dầu của Ấn Độ để xem là liệu thực sự chiếc xe tải 1,2 tấn máy dầu này có thể vượt được những cung đường đèo dốc như mà phần lớn các anh em bác tài đang băn khoăn hay không. Vâng, các anh em có thể thấy là tôi vừa vượt qua cái cung đường dốc lúc nãy một cách rất dễ dàng. Thực ra là đối với cả một tài mới và thường xuyên chạy xe con số tự động như tôi thì việc cầm lái một chiếc xe tải nhẹ vượt qua một cung đường dốc như vừa rồi cũng ban đầu cũng khiến tôi rất là băn khoăn. Nhưng mà khi mà trải nghiệm cùng chiếc Tata 1 tấn 2 máy dầu Ấn Độ này vượt qua cái cung đường dốc vừa rồi thì cá nhân tôi cảm nhận được là thực sự nó cũng không có gì là khó khăn cả. Tata Super A được trang bị khối động cơ 1.4 được nhập khẩu từ tập đoàn Tata Ấn Độ với công suất 52 kW, sản sinh ra cái mô men xoắn là 150 Nm/m. Chính như vậy nó đã khiến cho cái khối động cơ của chiếc xe này có một cái sức mạnh rất là mạnh mẽ để có thể vượt qua được những cái cung đường đèo dốc như vừa rồi tôi đã trải nghiệm. Hiện tại TMT Moto đang có chương trình khuyến mãi áp dụng cho tất cả khách hàng mua xe Tata Super A kể từ ngày 11 tháng 1 cho đến tháng 4 năm 2021. Đó là với mỗi khách hàng mua xe Tata Super A sẽ được tặng một gói khuyến mại 2 năm miễn phí chi phí bảo dưỡng, áp dụng cho tất cả các công tác thay dầu, thay lọc nhớt rồi chi phí nhân công bảo dưỡng định kỳ theo từng mốc km. Vâng, xin nhắc lại với các anh em, đó là chương trình tặng 2 năm gói bảo dưỡng miễn phí cho tất cả khách hàng mua dòng xe Tata Super A kể từ ngày 11 tháng 1 cho đến tháng 4 năm 2021. Vậy rất hy vọng các anh em bác tài có thể đến với showroom chúng tôi để cùng trải nghiệm và cùng lái thử chiếc xe Tata Super A 1,2 tấn máy dầu được nhập khẩu từ Ấn Độ, xem sức mạnh của chiếc xe tải nhỏ này có những gì. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những cái video giới thiệu sản phẩm tiếp theo.